Để xuống đây em Trời ơi nhìn em bốc lửa quá Nhìn tưởng em tự nhiên anh Ngẫu hứng xì thơ Xì nghe thử đi Đây nghe đây Nếu anh là một con gà thì em đem hầm cho cả nhà em ăn ừ. Ăn rồi trải chiếu đắp chăn tôi gì mà nhớ mà mong trong lòng <laughs> Hay quá à <laughs> Ước gì em biến thành dao ừ. Thì em đem xẻ thịt gà anh ăn Ủa? Ăn rồi em ngủ nằm mơ Ủa? Thấy anh chết thành con gà lăn quay yeah. <laughs> Trời ơi em xì mà em xì Thơ của em xì nó cũng đứt đoạn Nó xì cà giật cà giật ôi Đây, đây như, như phọt ra đó là nói luôn nói Chà rượu của em ngon quá Ngon, ngon quá Đồ e đồ ăn của em cũng ngon nữa Giờ cho hỏi nha Hỏi đi anh Ô Cô em má đỏ hồng hồng Dương Hồng đã có ai vào hay chưa? Câu này em thuộc à. <laughs> nếu anh hỏi thì em xin thưa ừ dương hồng đã có hàng trăm khách vào rồi Ủa trời đất ơi, ừ. vậy bến xe rồi chứ dương hồng gì trời đất ơi <laughs> ôi tóc em đuôi gà mà đây gà này gà tre gà tre thái nè gà <laughs> bóng đỏ nữa <laughs> trăm khách vào hả anh hỏi gì vậy, vậy thì có khách nào mà vinh uh, dự được lạc vào mắt xanh của em chưa 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 hả? Thiệt không? Mà hình như có anh Có Có người lọt lọt xong cái đi luôn vậy à? Ủa sao đi? Buồn lắm anh ơi Nói chung là em đẹp không anh? Đẹp Quá đẹp không? Đẹp Mà em nghèo Xong rồi cái... Khinh <laughs> cái nghèo của em cứ bỏ đi luôn Trời ơi đàn ông gì mà khốn nạn vậy trời Người ta đẹp Người ta nghèo thì mình làm sao để cho người ta giàu lên, thấy không? Chứ, em nói thiệt nha, em mà đẹp cỡ này thì em giàu mấy hồi nhưng mà cái người đàn ông mà bạc bẻo người đàn ông mà mà ghé qua em rồi bỏ em đi người đàn ông đó đi đâu à đi bán muối đi đây mấy năm mà dạ hai năm rồi ừ bán muối từ nghe quen quen nha lắm anh. trời anh. đất bán gì không bán đi đi bán muối anh uống không em uống đi em uống muốn... trời đất ơi, cơ tính làm diêm dân hả cái xứ này sản xuất muối năm nào bán cũng ế à, Muối thì hà cái giá sát đất Vậy mà có mấy ông kẹ còn nhập muối nước ngoài về bán nữa Đó là diêm dân là khổ gần chết Không làm đại gia, không làm cái này kia cái đi làm diêm dân chi cho nó khổ hèn Chứ bởi vậy đi luôn là phải rồi Ồ, Mà hình như đi bán muối có nghĩa là Từ này quen lắm đó, suy nghĩ sâu chút đi Sâu lắm rồi đó, sâu xuống tới đáy biển rồi đó Là đi chết trời ơi chết thì nói chết em bày đặt em nói đi bán muối em nói vậy cho nó 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 có văn hoa tí <laughs> vậy phải không ờ, giờ hỏi thêm nè ờ, từ ngày mà ảnh đi bán muối rồi em còn gặp ai nữa không 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 có hả không gặp ai hết á vậy thì không uống rượu nữa mà đi thẳng vô vấn đề em là bán rượu thôi nè. À. rồi bán mồi rồi khách đến đây rồi em chuốt rượu uống thế thôi vậy đó dạ anh nói em nghe vậy nha không nếu mà em không có chê anh ấy, thì anh năm nay bốn mấy rồi chắc uh, khoảng ba bốn đứa con hả anh không có anh còn trai tân mà trời ơi trai tân muốn mấy hả anh thề đó anh thề đó anh thề nếu anh không là trai tân thì con cá sấu đó không bao giờ nó trèo lên bờ nó ở được bời ơi anh thề hay ghê, cá sấu có đời nào treo lên bờ được không anh có có lúc nó trèo rồi có lúc nó xuống <laughs> thôi nó nó, nghiêm túc đi bây giờ hỏi anh nè à. bây giờ cái chuyện anh có vợ hay là không anh có con hay không đó là chuyện bình thường đối với em nhưng anh đã ngỏ lời nói với em rồi thì em cảm thấy em không xứng đáng với anh bởi vì sao em là gái đã một đời chồng rồi chồng chết rồi trời ơi, sao em xứng đáng với anh được đàn ông á nhiều vợ không sao còn đàn bà cứ không được trời ơi em nói câu đó là em chưa hiểu được cái lòng của anh rồi em nói vậy là anh phải xì thơ thôi xì nữa hả à, anh, anh xì, xì đem xì, xì hai câu thôi ừ. rượu ngon cái cặn cũng ngon ừ. thương ừ. em chẳng đặng chồng con mấy đời uống anh uống. phải uống thôi câu này hay quá à. em thích cái câu này à. ha. em ơi dạ. rượu em ngon quá <laughs> anh về sai tình mà còn sai rượu nữa cảm ơn anh giờ nghe anh hỏi nè Em bán rượu gì? Em có bán rượu độc không? Ở đây rượu độc không à. Rượu độc là hàng độc á. Đúng rồi chứ không phải là rượu có thuốc độc, uống là chết không hiểu, có đâu Hiểu, hiểu. Em có bán rượu rắn không? Có chứ. Rượu rắn em ngâm bằng gì? Trời ơi, rắn. Bằng rắn. Rắn có nhiều loại à. Rắn hổ mang nè, hổ đất nè, hổ hành nè, hả à. Em có bán rượu bìm bịp không? Có luôn. Em ngâm bằng gì? Bìm bịp. Trời có nhiều quán nói rượu bìm bịp nhưng thật sự không có ngâm bìm bịp. Chứ ngâm gì? Quả. Wow. Trời mấy cái cái gọi là ta cháo trở. Em có sao nói vậy không? Em có bán rượu tắc kè không? Vì... Quán em ngon nhất là rượu tắc kè đó. Em ngâm mặn gì? Sao anh hỏi giận ghê. Không lẽ em ngâm thằng lặn. Trời. Tắc kè phải ngâm tắc kè chứ. Nè, tắc kè có nhiều loại. Tắc kè bông, này, tắc kè núi, tắc kè đất Nghe không? Vậy anh hỏi ừ. em nè cái rượu Napoleon á ừ. Em có không? Dĩ nhiên là phải có, em đó nói quán em chuyên về rượu thì rượu gì em cũng có Vậy thì rượu Napoleon thì em ngâm bằng gì? Ngâm bằng thịt heo Nó mắc cười hỏi không biết trả lời sao Trời, giá em em đem ông Napoleon em bỏ vào trong hũ rượu em ngâm lắm à Cái này mua về em bán thì đâu biết trời ơi nói gì mà cũng nói được nè ngâm không có được đâu ông napoleon chết lâu lắm rồi ông chết từ cái thời chiến tranh xa hoàng á chết ở siberia làm gì còn xác ngâm ủa vậy hỏi em phải trả lời sao hồi sao này có khách hỏi rượu napoleon mà ngâm bằng gì em biết trả lời sao thì ý em giờ anh hỏi napoleon á thì rượu ra không có ông napoleon thì em lấy cái gì em ngâm em đãi anh đây em không biết ý anh thì em ngâm bằng gì ý anh á thì anh muốn em đè anh ra ngâm rượu mốt đại <laughs>